Với những thưa bà con, với những loại cây ăn trái đặc sản, cái tiêu chí về mẫu mã, về an toàn khi mà bán ra thị trường luôn được rất nhiều người dùng quan tâm. Chính vì vậy mà nhà vườn cần có chiến lược đầu tư hợp lý về quy trình canh tác và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phát triển vùng trồng một cách bền vững, cung cấp cho thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng. Vậy thì để làm được điều đó, bà con đã áp dụng những giải pháp gì và hiệu quả mang lại trên thực tế ra sao? Thì mời bà con sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của các nhà vườn ngay sau đây ạ. Thông thường, ở giai đoạn ra bông đầu trái, nhiều nhà vườn trồng xoài rất lo lắng với những tác nhân gây bệnh thán thư, ảnh hưởng đến chất lượng bông và tỷ lệ đậu trái cũng thấp. Đặc biệt khi gặp thời tiết mưa nhiều, ẩm ướt, các chết bệnh sẽ có điều kiện lan rộng. Để khắc phục tình trạng trên, với vườn xoài Cát Chu và xoài Cát Hòa Lộc đã 24 năm tuổi của mình, ông Nguyễn Văn Lớn ở ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh đã áp dụng giải pháp Aprot 250SC nhìn là sướng, giúp quản lý bệnh thán thư trên vườn một cách hiệu quả. Nhiều chú có nghe công ty WFC là giới thiệu sản phẩm Aprot là hoạt chất là bicuspid, nó thành phần nó như vậy nhưng mà nó cái tính năng nó là SC, do đó nó dạng sữa, nó không có nóng bông, do đó nó sẽ phun xịt được vào 4 giai đoạn: bông bung trà, nở nhị, xuống nhị trọi và phun vào giai đoạn trái non, rất tốt. Liều lượng là 250C trên 300 lít nước. Thời điểm mà bung trà là sử dụng như vậy, còn thời điểm sau này nếu mình phun nhặt cử là tức là 2 ngày hoặc ngày nghỉ mình phun theo rửa mưa thì nó liều lượng giật lại. Còn nếu mình phun mà nó đúng liều thì mình kéo giãn lâu ra, nó tùy theo tình hình thực tế thăm vườn. Hiệu quả rốt thì tuyệt vời, tại vì nó sẽ chống chịu với trời mưa khoảng từ 5 tới 7 ngày. Cái bông vẫn còn sáng, vàng, sẽ có ưu điểm là nó mát bông. Và cái nó dai cuốn, do cái mình phun vô cái không bị gãy nhị. Phòng trừ dịch hại trong điều kiện thời tiết bất lợi luôn là thử thách đối với nhiều nhà vườn trồng xoài hiện nay. Ngoài ảnh hưởng của bệnh thán thư, nhiều nhà vườn cũng lo lắng với các loại sâu bệnh khác như rầy bông xoài, riệp sáp, bọ trĩ, bọ cắt lá, sâu ăn bông, sâu đục trái. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, dịch hại sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và sản lượng cũng như mẫu mã trái khi bán ra thị trường. Vườn tôi thì nó sâu bệnh là những con sâu cắt lá nè, những con sâu đục bông nè, sâu đục trái nè, ăn bông nè, rồi bọ trĩ, riệp sáp, rồi nói chung mình là nó tấn công rất nhiều. Nhưng mà tôi sử dụng cũng rất nhiều là loại thuốc nhưng mà nó không hiệu quả. Nó tấn công là lúc lá, rồi lá non, lá già, rồi bông luôn, rồi cả trái luôn. Nó chịu tấn công là ảnh hưởng cũng là hết cả 60-70% là cái như là vườn mình cũng là thất thu luôn á. Mong muốn giải pháp là có mà thuốc nào là trị cho nó dứt điểm cái những cái con dịch hại này cho nhà vườn ta đỡ ra, ít tốn chi phí nữa. Cái này tốn tiền chi phí quá mà nhiều khi nó hiệu quả cũng chưa cao. Tham gia chương trình kết nối dưỡng bền với mong muốn có thêm kiến thức kinh nghiệm giúp quản lý dịch hại để xoài sạch bệnh, ra bông khỏe, đậu trái nhiều, trái đẹp. Với hơn 2,5 hectare trồng xoài, nhà vườn Trần Minh Lộc đã được hướng dẫn và áp dụng thành công giải pháp với các sản phẩm Selectron 500EC và Karate 2.5EC giúp phòng trừ rầy, riệp sáp, bọ trĩ, bọ cắt lá và Vitaco 400WG phòng trừ sâu ăn bông, sâu đục trái. Hiện tại, vườn xoài của ông đang phát triển tốt, hứa hẹn một vụ xoài đạt năng suất và chất lượng cao. Trong cái chương trình kết nối dưỡng bền á, thì sử dụng cái tôi sử dụng cái select rong á, là trong cái giai đoạn á, là lúa cửa gà tới bung trà xuống nhị, thì đó select rong và karate, thì hai loại thuốc đó select rong á, thì mình xử lý là từ 200 tới 250cc cho một phi. Còn karate thì từ 250cc tới 300cc cho một phi. Và từ khi mà cái bông nó nở nhị nó tới lúc mà nó đậu trái non và trái lớn á, thì mình sử dụng cái Vitaco. Thì lúc đó, thời điểm đó thì nó mát cái Vitaco thì nó mát bông. Thì cái liều lượng nó là 45g cho một phi thì đã đạt hiệu quả rất cao. Select rong với karate á, là mình trị được con bọ trĩ nè, sâu chích hút và riệp sáp, quản lý được riệp sáp luôn. Vitaco á là mình quản lý con sâu ăn bông và con sâu chích hút, con sâu chích trái á. Vườn sạch bệnh, bông sáng, tỷ lệ đậu trái cao sẽ là tiền đề cho một vụ xoài đạt kết quả cao khi thu hoạch, góp phần gia tăng lợi nhuận, phát triển kinh tế cho bà con nhà vườn.